sầu anh này nhiêu anh? Triệu rưỡi hả? Nhỏ nhỏ này nhiêu chậu? Nhỏ này thì bên đó là 150, bên đây 400, bên đây là 50. Bên này 50 hả? Bên đây 50 nè. Đây 150. Như 450 hả? Đây 150, đây 400. 400. À 400 nữa đây. Ở đây 50. Ủa cây 7 triệu không chị? Nhỏ nhỏ rồi 7 triệu không? Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình đi vô trong chợ Tiểu Cần quay coi có bà con mình có bán bông gì nhiều chưa nha. Bữa nay là cũng là 28 tháng chạp rồi cô chú anh chị. Giấc này khoảng 5 giờ mấy rồi, gần 6 giờ chiều rồi đó cô chú anh chị. Mình mới vừa vô tới chỗ rồi đến hồi mình tiến lên trước chợ Khúc Đẳng coi có bông hoa gì quay lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi ngày mới mình mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi mình xin mời cô chú anh chị cùng đi theo mình đi để đằng trước rồi có bà con mình có thấy hai chút đồng quá cô chú anh chị ạ. Để lại trước mình quay cô chú anh chị mình xem nha. Thì thấy cũng bán hoa, thấy cũng bộn mà cô chú anh chị. Dắt này cũng nhóm lần lần à. Vậy này tắc cẩm thạch đẹp đó, màu giống màu cẩm thạch đó, đó. Tắc cẩm thạch này cũng có mai quá giấc này cũng hơi vắng, tối chút nữa mới đóng nhịp. Mai cúc tiền không phải thọ mai đẹp nha, thọ cúc gì á phải không? Trong quanh năm nay có phấn khởi rồi, bây giờ bán rồi tiền nhiều rồi, nhiều cái bông quà cái gì bản thân của chú thấy lúa tại cái hậu của chú thì diện tích chung là 3
người sống đời, cũng hai bên luôn cô chú anh chị, hai bên đó. Cái khu trong đây là mới có nhóm chợ hoa đâu năm nay à, mới cái năm nay ờ đúng rồi, rồi mới bắt đầu nhóm rồi đó, tối năm nay đó, hôm nay là 28 à, 28 tháng chạp rồi. Đi học mới về nhà cho vui nha đây. Tắc này tắc ngọt nè, tắc ngọt này ăn chậu vậy nhiêu? Năm chậu hả? Năm chậu, năm chậu Mỹ, tại như ở dưới này chị lấy tắc Mỹ này chưa có xài, không có biết tắc Mỹ hả? Tắc này là tắc Mỹ nè, vì xong cái mình trồng cái gốc nó được, tại vì cái chanh không hạt ghép vô nè cái gốc á. Ủa vậy là cái trái mình ăn được không? Ngọt ngọt, người kêu tắc ngọt, người kêu tắc Mỹ á. À, tắc ngọt là tắc Mỹ ha. Ừ. Để tắc Mỹ thì tắc ngọt là nó luôn á. Cảm ơn nó để cho chị đó, chị lấy thử bán xem được không? Mà mình dưới này chưa có xài nhiều. Còn còn tắc trong đó là ăn chậu vậy nhiêu không? Này 550 à, gỡ sao 300 rồi 250. 250 ba trăm. Muốn vỡ luôn. Đẹp quá sức luôn. Cái này quá đẹp. Được, ăn tái xong. Cái này hả? Phải xong có tao nó còn chịu lấy hơn đó, cái này dạng vậy đó. Quá ta dài mà cũng không có nổi dài vậy, muốn có bầu tròn tròn. Rồi dài bầu tròn tròn, tròn đi đâu mà có bầu tròn 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 lá này nè. Ừ, đó. Em có ăn rồi biết. Ồ, đúng đẻ có cây tắc mấy chục lá mà dài bầu tròn tròn. Nhưng mà nó dài đó, không nổi dài như vậy biết không? Để nhớ cưng, cái này nó tốt á. Đẹp quá nè. Cắm sĩ luôn. Cắm hậu cảng nè. Lại chung thì kêu 3C là 3 chai. 3C, cây này là rộng ra được chứ. Này nè. Ừ, trong này nè, trong này. Ô bên đây gì nè, chọn đây riêng. Nó luôn á thì nó bự thì tái lên, nó bự thì nó vàng vàng từ từ nó mới trắng rồi. Năm chậu. Đây cũng có chậu tắc nhỏ mini. Ngoài giấy. Đây cũng có mấy cái chậu này, không biết chậu nhiều ha. Chậu này đẹp không ha? À, cái mấy cái chậu này. Anh này nhiêu anh? Triệu rưỡi hả? Nhỏ nhỏ này nhiêu chậu? Nhỏ này thì bên đó là 150, bên đây 400, bên đây là 50. Bên này 50 hả? Bên đây 50 nè. Đây 150. Giờ 450 rồi. Đây 150, đây 400. 400. À 400 nữa đây. Ở đây 50. Ủa cây 7 triệu không chị? Nhỏ nhỏ rồi 7 triệu không? 7 triệu à. Ờ. Bông này cũng đẹp lắm. Rồi, bông bự được rồi. Bông bự á.
thì nó 50 biết chứ. 50 này là 400. Này không để chứ gì là gì là bông bông này, bông này ghép nhẹ nè đó đó, cái loại bên đó đó ghép nặng nha. Cây này là một cây 1,5 triệu nè cô chú anh chị, 1,5 triệu một cây. Này 50 ngàn đi hả? Ừ. Đi vòng đi rồi ngồi lại. Mình đi tham quan đi, còn tham quan mà. Tham quan đi. Cầm chi ở nhà không? Không nó ngọt. Ta đi cho đã đi, ngồi cho lại ta lấy khách lấy chi mắc chi rồi cầm. Cây này cây kim ngăn lượng đó, màu đỏ vậy đó. Anh tí mua con cho anh tí. Con này về là bốn. Kêu suốt luôn hả? Kêu nó kêu tối đêm sáng ngày luôn. Tắt cái lúc tắt mà. Tắt. Ta buồn ngủ rồi mày, ta ngủ. Đi. Đây bà con mình cũng bán cái năm đầu tiên cái khu này. Nói chung mình cũng ít rồi có chú anh chị. Chị bên đây thì thấy cũng có mà bên đây thấy hơi ít hơn hai bên. Đây cà phê đưa đưa nè. Còn nhóc trước thì sao ơi. Nhắn thọ mày còn mà kêu đem lại hết đi, mày để dưới chơi rồi. Tới khúc này là hết nè. Từ ngay chân cái đoạn đường chỗ cái khu ngay chân chỗ đó đó, lại tới đằng cái ngã tư ở trên đây là khoảng cỡ 100 mét rồi cô chú anh chị. Đây bán cũng dân này hơi thưa, tối chút xíu nữa có thể là bà con đi đông hơn. Con giấy này cậu như vậy? Dạ, con cậu 100 ngàn. Cậu 100 hả? Ờ, cậu 100. Dài quá, dài quá, có ai có thuốc chứ. 100, 150. Ờ. Được chứ. Được, đúng rồi. Nó một màu, nó một màu, nó không có ghép, nó là nguyên thủy. Đúng rồi. Cặp 150. Con này là... Con, dạ, con cái này là... Một cậu 40 ngàn, hai cậu là... Cậu có 2 chục á hả? Cậu có 2 chục không? Rồi, cậu dâu rồi á, ta kêu một chú rồi thấy chưa? Vậy chụp hình hai bà già này kia đi. Cậu dâu rồi, má đâu này, má đâu. Đi chạy đi, chạy tới. Xuống đi, xuống đi. Bữa nay mình đi cho con chạy qua tiếp rằng thấy nó sâu bộ nghe thơ, nó đẹp hơn, nó vui hơn. Mà con cô bác hôm nay người ta đi chợ nè,
là đi chợ ngay thăm sữa đặng bữa nay là 28 rồi mà 29 rồi đó, ngay chân cái chỗ ngã tư Thế Giới Di Động, điện máy xanh chứ, điện máy xanh chứ không phải Thế Giới Di Động. Nhiều à, cái này mà mua 50 bông này được nhiêu cánh à? Bông này nó 2 có 8 12 cánh thôi chứ, 8 12 cánh. Mua cái này. Đẹp 8 12 cánh. Nó 50 không? À, cái này 50.000 mua về mình để trên cái bàn đó hôm trước đó, nó rất là đẹp. Bông nhiều á. Cái này nhiều cánh hơn nè. À, nhiều cánh, cái này nó tới 80-90 cánh á. Thì chứ nó còn cái nó. Một bông bự nè. Đấy, lắm cho một quạt nữa nè. Một vô cho nó nữa nha. Sống luôn. Cái này nó không có quặn quặn nè. Cái là cái nào? Cái gốc phải ăn cái gốc. Còn cái đó là cái gốc. Nó không quặn quặn á phải không? Nó không có uống éo phải không? Uống vậy á phải không? Trời. Cái đó là cái nào? Xe út cảnh hỏi đâu mà trên lái vừa được. Đó là bông nào đấy? Cái này với cái này cái nào đẹp ta? Xuất heo mà sao mà nó dắt đây xuất heo. Ông nói ông này xuất heo. Mà không biết cái bông nó bự hay là nhỏ thôi, cái bông đó nó bự chứ. Không. Nha. Nó cậy đi. Rồi, mua rồi thôi. Dạ. Về đi. Một chút được đó đăng. Nó quá đẹp luôn. Chèo mà không chịu. Không. Là nhiêu? Chịu 7. Chịu 7. Bớt 100 là nhiều mày. Nhưng cái nữa cái nhỏ nhỏ này nó có bị gọ rụng hay nó nở ra không? Chắc chắc chắc. À được chứ, có bán chậu luôn 10.000 cái thấy không? Không. Ở nhà có chậu. Ủa. Khoan đây coi ở trong đây rồi. Ủa mấy cái chậu đó chậu nhiêu anh? 50, 70. Ở trong cái đó. 120. 120 chậu hả? Trong đó 120. Chứ cái này tôi thấy cái bông nó nhỏ quá ha. Ừ. Không kể là vừa chứ. Hay là vừa. Mua, hay là muốn mua trong đó. Thôi cái này được rồi. Cái chậu nó đỏ. Giờ mình có cái chậu ở nhà. Có chậu đẹp nha, giờ bỏ vô. Mình có cái chậu. Tiền xe nhiêu vậy anh? Anh chở tới đâu ạ? Phong Phú. Không biết nó đâu, nó giật cái điện nó lại đây á. Ủa rồi, cái này cái chút xíu à. Kêu nó lại giùm em cái bị không biết bị gì à, mình ở xa rồi mình đâu biết chỗ nào đâu. Qua khỏi Phúc Thành nữa. Dạ dạ, để đi. Bớt nó cho em tiền xe đi rồi được không? Bởi vì chú biết sao qua ở xa đó, cho nên là con hỗ trợ được mà một hai con được luôn. Cô
mấy mấy người đi đâu hết rồi đó, ở đó là tuốt dưỡng nè. Tối tối chút mà ở đâu nhộn nhịp lên rồi nè, yeah. Nha. Đúng rồi. Bà con mình đi chợ đông lên. Bắp. Quá là cao. Để cho mấy bạn ăn trước á chị. Đây có gốc mai, gốc mai này có biết giá chưa? Chưa hả? 300. Cúc nữa hả? Cúc này 300. Cặp 300. Đó 200. Mai này chưa biết giá. Trên cảnh cũng nhiều lắm, nó đủ cỡ chân á, 50, 120, 80. Sáu đó hỏi mà trả giá thì chắc con anh cũng ớt ở triệu sáu chưa trả lời à. Nó nghe nó kể trên đây là trả 1,5 triệu rồi đó, cái này triệu rưỡi á.
Đây cũng có bán đào nè. Đào rồi chút xíu rồi. Giờ này bà con mình đi nghẹt luôn à. Nhóc quá trời. Tấp nập. Còn cảm ơn nhiều quý vị. Vô nó có giận sống rồi đây rồi. Ổn ta nè. Nhắc này cũng còn sớm quá thôi, mình nhắc này cũng tạm dừng clip đi luôn cô chú anh chị á. Mình cũng xin tạm dừng clip đây nha cô chú anh chị. Hẹn clip của mình tiếp theo nữa nha. Mình xin chào ông bà cô chú anh chị mình luôn nha.